Sự tích lão tử Lão tử là một hiện tượng khá lạ trong lịch sử triết học của nhân loại. Ông là một triết gia lớn, ảnh hưởng tới cả Đông Á ngang với khổng tử, thời nào cũng được dân tộc Trung Hoa tôn trọng không như mặt tử mà tên tuổi bị chìm luôn trong 2.000 năm. Có phần còn hơn khổng tử nữa vì chưa hề bị mạt sát tàn nhẫn như họ khổng trong bảy tám chục năm nay. Mà từ năm 165, đời hậu Hán, lại còn được đạo gia tôn làm thái thượng lão quân, một trong ba vị thần tối cao của họ. Đền thờ ông, Đại Thanh Cung, tương truyền dựng ở tại nơi ông sinh, hiện nay vẫn còn ở tỉnh Hà Nam, hương khói lúc này chắc đã lạnh. Nhưng pho tượng cao 4 mét của ông thì may ra vẫn còn. Vậy mà chúng ta không biết gì chắc chắn về đời ông, về cả tác phẩm bất hủ mang tên ông nữa. Mặc dù Trung Hoa là dân tộc sớm biết trọng sử nhất thế giới ngay từ đời Chu, 3.000 năm trước, họ đã có các sử quan ghi chép những biến cố quan trọng từng năm cho mỗi triều đại. Từ thời Tư Mã Thiên, bao nhiêu người tra cứu đủ các sách cổ để tìm hiểu lão tử tên thật là gì, sống ở thời nào, làm gì, tiếp xúc với những ai, nhưng chỉ đưa ra được những giả thuyết và càng bàn lại càng thêm rối vì ý kiến mâu thuẫn nhau. Tới nỗi có người một học giả Nhật Bản tin là Tân Điền Tá Hữu các phủ nhận hết thảy, bảo lão tử là một con người huyền thoại, không hề có. Ngay đến tác phẩm Lão Tử, Đạo Đức Kinh là tên đời hắn đặt cho, rất ngắn, mà mỗi nhà chấm câu một khác, tới nay đã có trên 200 bản hiệu đính, giải thích, làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Lại thêm tác phẩm đó do ai viết, xuất hiện thời nào, cũng là vấn đề nan giải nữa. Riêng La Căn Trạch, trong cuốn chư tử khảo sách, nhân dân xuất bản xã Bắc Kinh 1958 cũng đã viết ba bài. Tổng cộng trên 30.000 chữ để gấp ý kiến về con người Lão Tử và tác phẩm Lão Tử và đã là một bản kiệt kê kiến giải của trên ba chục học giả trước ông và đồng thời với ông. Mà rốt cuộc, các nghi vấn của người trước nêu ra vẫn còn là nghi vấn, có thể sẽ vĩnh viễn là nghi vấn, không làm sao giải nổi. Một triết gia với một tác phẩm chỉ khoảng 5.000 chữ 10, 15 trang sách mà làm cho hậu thế thắc mắc, hao tốn tâm trí như vậy, có thể nói là không tiền khoáng hậu trong lịch sử sự tích lão tử. Đời sống của lão tử được chép lần đầu tiên trong bộ sử ký của Tư Mã Thiên phần liệt truyện Thiên 63, Lão Tử, Trang Tử, Thân Bất Hại, Hàng Phi. Toàn văn như sau, lão tử là người làng khúc nhân, hương lệ, huyện hổ, nước sở, họ lý, tên nhĩ, tự là đam, làm quan sử, giữ kho chứa sách của nhà chu. Khi khổng tử qua chu, lại hỏi lão tử về lễ, lão tử đáp. Những người ông nói đó, thịt xương đều đã nát thịt cả rồi, chỉ còn lại lời của họ thôi. Vả lại, người quân tử nếu gặp thời thì ngồi xe ngựa, không gặp thời thì đội nón lá mà đi chân. Tôi nghe nói người buông giỏi thì giấu kỹ vật quý, coi ngoài như không có gì, người quân tử đức cao thì dông mạo như ngu độn. Ông nên bỏ cái khí kiêu căng, cái lòng đa dục, cái vẻ hâm hở cùng cái chí quá hăng của ông đi, những cái đó không có ích gì cho ông đâu tôi chỉ khuyên ông có bấy nhiêu thôi khổng tử về bảo môn sinh loài chim ta biết nó bay được loài cá ta biết nó lội được loài thú ta biết nó chạy được chạy thì ta dùng lưới để bẫy lội thì ta dùng câu để bắt bay thì ta dùng tên để bắn đến loài rồng cửa gió mây mà lên trời thì ta không sao biết được hôm nay ta gặp ông lão tử ông ta là con rồng chăng lão tử trâu dồi đạo đức học thuyết của ông Cốt ở chỗ giấu mình, ẩn danh. Ông ở nước Chu đã lâu, thấy nhà Chu suy bèn bỏ đi. Đến cửa quan, viên coi quan là Doãn Hỷ bảo, ông sắp đi ẩn, ráng vì tôi mà viết sách để lại. Thế là lão tử viết một cuốn gồm hai thiên thượng và hạ, nói về ý nghĩa của đạo và đức, được trên năm ngàn chữ. Viết xong rồi đi, không ai biết chết ra sao, ở đâu. Có người bảo, lão lai tử cùng là người nước sở, Viết 15 thiên sách nói về công dụng của đạo gia cũng đồng thời với Khổng Tử. Đại khái lão tử sống trên 160 tuổi, có người bảo trên 200 tuổi, nhờ ông tu đạo để kéo dài tuổi thọ. Sau khi Khổng Tử mất 129 năm, sự chép rằng viên thái tử nhà Chu Tên là đam, ý kiến Tần Hiến Công, Tâu, mới đầu từng hợp với Chu, hợp được 500 năm rồi thì tách ra, tách được 70 năm thì có một bá vương xuất hiện. Có người bảo đam đó tức là lão tử, có người lại bảo không phải. Không biết sự thật đó ra sao. Lão tử là một bậc quân tử ở ẩn. Con ông tên là Tôn, làm tướng quốc nước ngụy được phong đất ở đoạn can. Con của Tôn là chú, con của chú là cung, chúc của cung là giả, hay giá. Giả làm quan dưới triều hiếu văn đế nhà Hán. Con của giả là giải làm thái phó của do Tây Vương Tinh là Ngang, do đó mà cư trú ở Tề người đời hãy theo thuyết của lão thì chê bai nho học mà theo nho học thì cũng chê bai lão tử đạo khác nhau thì khó cùng bàn với nhau được là nghĩa vậy chăng lý nhĩ chủ trương chỉ cần vô vi mà dân sẽ tự cải hóa thanh tĩnh mà dân sẽ tự nhiên thuần chính cũng trong bộ sử ký còn một đoạn nữa chép lời lão tử khuyên khổng tử tôi nghe nói người giàu sang tiễn nhau bằng tiền bạc người nhân tiễn nhau bằng lời nói tôi không phải là người giàu sang Mạng phép tự coi là người nhân mà tiện ông bằng lời này Kẻ thông minh và sâu sắc thì khó sống vì ham phê bình người Kẻ giỏi biện luận Biết nhiều thì nguy tới thân vì hay nêu cái xấu của người Kẻ làm con và kẻ làm tôi đều không có cách gì để giữ mình cả Phần Thế Gia Thiên 47 Khổng Tử Để viết hai đoạn trên Tư Mã Thiên đã dùng nhiều sử liệu về lão tử thời tiên tần để lại Đặc biệt là các sử liệu trong bộ trang tử Các thiên thiên đạo Mại vật thiên vận các bộ sử cổ hoặc gia phả họ lão có thể cả trong cuốn quan doãn tử nữa coi la căn trạch sách đã dẫn trang chấm hai năm năm ngoài ra các bộ tuân tử hàng phi tử chiến quốc sách lã thị xuân thu cũng nhắc đến lão tử nhưng chỉ phê bình học thuyết chứ không cho biết gì thêm về đời sống của ông trừ điểm này lão tử là thầy học của khổng tử lã thị xuân thu thiên đương nhiễm mà không ai có thể tin được phải đợi tới khoảng hai thế kỷ sau khi bộ sử ký của tư mã thiên ra đời chúng ta mới thấy được một tài liệu nữa trong bộ tiểu đái ký thiên tăng tử vấn thuật lại việc khổng tử hỏi lão tử về lễ tất cả gồm bốn cố sự đều do khổng tử kể lại lời của lão tử về việc giữ bài vị của tổ tiên về việc chôn cất về việc để tang cố sự một ba bốn duy có cố sự hai đáng cho ta để ý lần đó khổng tử theo lão tử làm trợ tán ở hạng đảng giữa đường gặp nhật thực, lão tử bảo, khâu, ngừng lại, đặt quan tài ở lề đường bên phải, ngừng tiếng khóc để đợi sự biến đổi. khi hết nhật thực rồi, đám tang mới tiếp tục đi. lão tử bảo, như vậy là lễ. đại khái những tài liệu chúng ta biết được về lão tử chỉ có bấy nhiêu. tư mã thiên đã tốn công tra cứu trong tất cả các sách cổ thận trọng ghi hết những ý kiến khác nhau của nhiều người và gợi cho người sau nhiều điểm nghi vấn mà chúng tôi sẽ lần lượt xét cùng với ý kiến của một số học giả gần đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị, AMBRSAND, các bạn hẹn gặp lại quý vị, AMBRSAND, các bạn ở những phương tiếp theo nói về cuộc đời lão tử.